Nó có cái cô gì ở Canada vậy đó, nghe pháp tôi rất là hâm mộ, đem những cái bài giảng tôi giảng ở trong chúng của cô đó, qua gặp tôi hỏi, trời ơi cô biết đủ thứ hết, kinh pháp Hoa Hoa Nghiêm, kinh gì có nói tí lia. Tôi chặn lại tôi hỏi liền tiếng đồng hồ đó, giờ tới quý vị đó. Thì thôi giờ tôi giảng tiếp chút xíu nữa thôi, 15 phút là tới quý vị trả bài. Thì cái thân bên ngoài đó thì quý vị biết rồi, thì nó do sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Thì quý vị bây giờ quý vị thâm rồi, nếu quý vị dính mắc trong đó thì quý vị cảm giác thì là ngạ quỷ, dính về tư tưởng thì là súc sanh. Hai cái này đều lờ mờ, và chữ lờ mờ đó mới nguy hiểm đó. Còn nhập lưu thì thấy rõ, mà thấy rõ thì đâu có vấn đề, không có cải sửa gì hết. Tôi thường thí dụ như quý vị thấy bằng đêm mà thấy sợi con sợi dây ở dưới đất mà lờ mờ quý vị thấy không rõ, thì quý vị mới la lên chạy kiếm cây chạy kiếm đèn la cho người ta cứu mình, sợ cái con rắn nó cắn mình chết. Thì cái này kêu là vô minh, lờ mờ là vô minh, vô minh cho nên mới có vấn đề. Vấn đề là kiếm cây, vấn đề là la người ta cứu mình, vấn đề là chạy trốn tránh nó, đó là vấn đề, có vô lượng vấn đề. Nhưng mà vấn đề rồi thấy được sự thật chưa? Không, cứ sợ hoài thì cứ mờ mờ thấy cái sợi dây, tưởng là con rắn, tưởng là con gì độc đó, thì kiếm cây kiếm đồ để tránh nó và chạy trốn, này kiếm đèn đuốc rồi vô. Nhưng mà khi lấy đèn ra trí tuệ ra chiếu rồi biết là sợi dây thì vấn đề không còn. Quý vị còn sợ còn la chạy kiếm cây gì nữa không? Không, quý vị có thể lợi rằng chụp lấy nó thôi, nó là sợi dây mà. Thì đạo Phật là cái thấy rõ, mà không thấy rõ đặt vô số vấn đề. Như bây giờ đặt vấn đề tận thế có không, nếu nói tận thế là ngu, mà nói không tận thế là dại. Nó đâu có vấn đề, do mình mờ mờ cho nên đặt thành vấn đề. Mà đã là mờ mờ thì ngay lấy đầu đã là sai rồi. Rồi bây giờ chấp nhận vấn đề, cải sửa vấn đề, như Liên Hợp Quốc bây giờ cải sửa vấn đề, cải sửa được không? Vậy đạo Phật là sao? Đạo Phật là tìm hiểu coi vấn đề từ đâu mà có, chứ không phải là chấp nhận vấn đề rồi cải sửa. Chấp nhận vấn đề rồi cải sửa là cái ngu. Vấn đề là do khi tôi thấy lờ mờ, mà cái gì làm tôi thấy lờ mờ? Do con mắt với sự vật rồi tiếp xúc rồi thì tôi có cảm giác khó chịu, thì tư tưởng mới hà hơi vô cái này có thể là con rắn đấy, bắt đầu có vấn đề. Mà nếu mình hiểu vậy rồi thì vấn đề đâu còn nữa. Đó là đạo Phật, đó là Thái tử Siddhartha sau khi thành Phật đã thấy được như vậy. Nhưng mà vì cái tập khí vô minh đã lâu rồi thì hãy thấy cái gì là chúng ta đặt vấn đề, bởi vì chúng ta lờ mờ, giờ làm sao hết lờ mờ? Đó, chúng ta thấy làm sao thì không hết. Thì thôi để có đâu qua, rồi chúng ta đi sâu rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, thấy không? Thì từ từ. Rồi cái thân thứ hai, cái lờ mờ thứ đầu đó là do thấy sự vật, có tiếng, có mùi, có vị, mà không biết vật gì, không biết tiếng gì, không biết mùi gì, thì cái đó gọi là lờ mờ. Rồi cái thứ hai thì lờ mờ bỏ chạy, cải sửa cho nó cao hơn, thì bắt đầu tới cõi người. Cõi người bắt đầu có cái nghiệp, có cái ý chí, có sự cải sửa, chúng ta kêu là nghiệp. Thì khoa học đó kêu đó là tiềm thức. Tiềm thức khoa học bây giờ bắt đầu đi tới đó, từ ngày ông ấy sẽ tìm ra, chứ đó khoa học có sáu thức à, có tư tưởng là hết rồi. Rồi bên tiểu thừa cũng giống như khoa học là tư tưởng, nó kêu là sức mạnh của tư tưởng, kêu là nghiệp hết. Còn đại thừa thì nghiệp cũng phải có chỗ chứa. Cái này nữa là chúng ta qua tới vấn đề linh hồn. Rồi tôi sẽ đọc những cái quyển viết về linh hồn mà sai,
hoặc là chưa có toàn diện, để cho quý vị trạch pháp, quý vị phải trải bài coi đúng hay sai. Mà nếu sai chỗ nào quý vị cải sửa làm sao, thì mỗi vị phải trả bài. Còn dài dài, quý vị có lẽ gặp tôi cũng vài chục năm nữa, hay là gặp tôi ở trong Lò Thiêu, thì tôi đưa ra có số vậy thôi, chừng nào tôi đi rồi tôi đi. Nhưng quý vị phải có một số vốn, rồi đòi hỏi quý vị phải về ngồi thiền. Tôi năn nỉ đó, ít nhất một tiếng, mà muốn cho dễ hiểu phải hai tiếng. Còn quý vị hai tiếng chắc quý vị cặp đất mà ăn. Còn tôi bây giờ 10 tiếng cũng được, 7 ngày cũng được. Sức gia thì nó khỏe vậy đó. Thành ra tôi muốn cạo đầu quý vị hết à. Đúng vậy đó. Nhưng mà không có sư cô để gửi. Người nữ thì đông, còn người nam thì theo tôi. Nhưng mà trên 60 là tôi không có nhận ạ. À. Tôi đây không có nuôi bệnh nổi. Tôi thì cái thân tôi già, tôi bệnh hoài. Nhưng mà tôi đã qua thời gian tôi có tu tập. Tôi ngồi tới 9 tiếng đó mà. 12 giờ tới 9 giờ sáng rồi tôi đi bát luôn. Đâu có thấm gì đâu. Mà 9 ngày 9 đêm mà thì thấm. 9 tiếng ăn thua gì. Thì lúc đó là không tiêu tiểu, không ăn uống, giữ bóng bằng cái gì? Bằng hỷ lạc. Sống bằng cảm giác. Mà cảm giác của gì có biết gì đâu. Cơm thì thấy rõ, nước thì thấy rõ, thịt tàu hũ mì căng rau thì thấy rõ. Nhưng mà cảm giác của gì đâu có thấy. Bắt đầu đi cao á. Quý vị ngồi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, thì quý vị thấy rõ cảm giác. Quý vị có thể ngồi 7 tiếng, 7 ngày, 7 năm, 7 tháng, không cần ăn uống gì hết. Nhưng mà có ăn, ăn bằng cái mừng và cái vui. Cái này tôi nói quý vị mơ hồ, nhưng mà ai có ngồi thì biết. Ngồi chừng 3-4 tiếng trở lên thì có cảm giác. Ngồi bất động á, còn nhúc nhích hoài, rõ rải hoài, đó là sao động thì cái cảm giác nó không có hiện được. Quý vị bắt kiết già lên, quý vị ngồi mất thân luôn, cả chừng 3-4 tiếng, quý vị thấy được cái cảm giác. Nó lần lần, mà cảm giác gì? Ban đầu đó là cảm giác của toàn thân. Cảm giác của cái thịt xương da, chích thịt đó là cảm giác đó. Rồi bắt đầu nó lan qua cái cảm giác bên trong, tức là dây thần kinh, chích gân. Cái gân này cảm giác độc đáo hơn, nó an lạc hơn, mà khi nó nhức là nhức dữ dội hơn. Quý vị nào có bị chích áp xe về cái gân thì quý vị biết. Còn chích mà nó sưng cái thịt thì nó nhẹ hơn. Chẳng hạn như quý vị ngầm cục đá, thì nước đá làm cho cái răng ê. Thì cái đây là cái đau của cái sắc thân bên ngoài. Rồi khi quý vị nhức răng là nhức cái tủy đó, thì nó nhức gấp mấy lần cái răng. Cái răng ê thì bây giờ đừng ngậm nước đá, hoặc đi ngậm muối thì nó hết. Nhưng mà dây thần kinh nhức rồi, chỉ có uống thuốc cho nó hạ nhiệt xuống, hoặc là không hạ, lấy cái tủy ra, thì cái răng này răng chết. Còn cái tủy là cái răng sống. Răng sống thì cái răng này sinh lý, lấy cái tủy là răng vật lý. Quý vị phải để ý con người mình. Mà nếu không biết gì hết thì hiện giờ mình đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Quý vị thấy ghê chưa? Quý vị đang ngầm ở trong bốn đường ác, quý vị có thấy gì đâu. Rồi bây giờ quý vị không biết cách, thì có khi cái răng nhức quá, quý vị đi sức dầu cho nó sưng thêm nữa. Trời đất ơi, chết rồi. Cái này là cõi này cõi ngu, cõi người thôi. Có người cái mục ghẻ thì nó ấy, cái điểm dầu dầu nóng nó qua vô, trời nó sưng còn dữ nữa. Sư ổn không, cái ông gì đó, ổng bị cái con sâu nó chích đó. Ổng ngứa, ổng làm sao biết không? Ổng lấy dầu nóng ông sát vô, trời nó sưng một cục dù. Nó đã nóng rồi mà lấy dầu nóng được thì chịu gì nổi. Cái đó là không có kinh nghiệm. Con người có ý chí, có nghiệp mà chưa có ai lại già. Cái đó người ta phải tiêm pomade. Cái gì mát người ta đắp vô thì nó mới rút. Này nó dầu nó nóng rồi, cái đó nó lại nóng nữa. Thì nóng với nóng thì nó phải sưng dù. Thì dân tộc thiểu số là đa số vậy đó. Con mới đẻ ra đỏ lòm, nó đem xuống dòng nước suối lạnh ngắt nó tắm. Thì 10 đứa chết hết 9 đứa. Thiếu cái hiểu biết. Thiếu cái nhận thức. Thiếu cái tâm. Ta kêu là cái tâm ấu trĩ. Thì con người là bắt đầu có năm tưởng, năm tình. Tưởng là thông minh, tình là ngu si. Thì cõi địa ngục vật lý đó chưa có tình, chưa có tưởng.
này đâu có sự sống gì đâu. Tới con mắt tai mũi lưỡi thì có một tưởng chính tình, tức là bắt đầu có sự sống rồi đó. Rồi sống đó là có cái tư tưởng rồi, còn cái tình là cái chết cứng. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm nói sừng tình tắc đọa mà thường tưởng tắc thanh. Rồi tới ngạ quỷ đó thì có tám tình mà hai tưởng, bắt đầu có cái nhận biết, nhưng mà chưa có phân biệt, chưa có tư tưởng. Tới lời thú đó thì có ba tưởng mà bảy tình, tức là phân biệt đây là vợ, đây là con, đây là con vật cát, con gà, con vịt. Nhưng mà khi nó mê mờ rồi thì nó giao hợp với vợ con luôn. Vì chúng ta để ý thì trong Thủ Lăng Nghiêm mà rành cái đó, tôi phục á, tôi nói chỉ có Thủ Lăng Nghiêm mới đưa con người giải thoát. Tôi mấy chục năm mà tôi nắm không được, tôi chừng coi Thủ Lăng Nghiêm tôi ngộ được cách tu. Thôi nói sơ thôi, kỳ khác tôi nói lại, okay, nói dài lắm. Thì cái sắc thân thứ hai là tất cả dây thần kinh, thần kinh thị giác của mắt, thần kinh thính giác của lỗ tai, thần kinh khứu giác mũi, thần kinh vị giác của lưỡi, thần kinh xúc giác của thân, và thần kinh của ốc là trung khu thần kinh. Thần kinh của năm thức đầu là chỗ phát hiện cảm giác, thần kinh của ốc là chỗ phát hiện của tư tưởng, nó vi tế hơn. Mà nếu thần kinh của ốc hư thì chúng ta kêu là bệnh gì? Nhũng não. Mấy ông mấy bà thấy người nhũng não chưa? Lợi tới hỏi bà ơi, bà biết con là ai không? Ông mắt lơ lơ, bà không có phân biệt, đâu có nhớ. Cái ốc đã hư rồi, đứt dây thần kinh ốc. Còn người bán thân bất toại thì cái biết vẫn còn. Bà biết con là ai không? Biết. Cô A, cô B. Nhưng mà nửa thân mình bán thân lấy kim chích vô không biết đâu, không có cảm giác. Dây thần kinh xúc giác nửa thân là đứt rồi. Thôi đại khái vậy. Đó là cái thân thứ hai. Muốn được cái thân này, quý ông quý bà phải giữ tám giới. Năm giới khó nhận được nó. Tám giới, ba cái giới sau là không nằm ngồi ghế cao, nằm giường rỗng. Giới thứ bảy là không nghe xem hát múa. Giới thứ tám là không trang điểm phấn son. Ở đây khó làm được. Phải cạo cái đầu, nhưng người ta sợ cạo cái đầu. Thì không cạo cũng được, nhưng mà cố gắng giữ. Nó đạo Phật nó chi ly lắm. Năm cái giới đầu không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là giới. Ba cái sau không phải là giới mà là cái hạnh. Cái giới với hạnh nó khác. Giới là mình phạm thì khổ đau cho mình, khổ đau người khác, người ta sẽ thương mình, người ta sẽ đánh đập mình. Còn cái hạnh không ngại ai hết, mà mất cái tư cách, cái phẩm hạnh, cái oai nghi của người tu, không xứng đáng là người tu. Thí dụ tôi ngồi ghế cao, tôi leo lên võng, tôi xích đu, tôi cà lắc, tôi đi ra xích đu, tôi lắc lên, lắc xuống, rồi tôi hút thuốc, tôi phà chú o, thì quý vị đâu có hại gì. Không lẽ quý vị đi thưa tôi. Nhưng mà cái tư cách người tu là không xứng đáng ngoài đời được. Tôi vô tiệm, tôi nhậu rượu, tôi ăn thịt chó, thì đâu có gì hại. Mấy ông thiện nam làm được như thường, nhưng mà tôi là không được. Cạo cái đầu trọc mặt y như vậy không được. Cái đó là cái tư cách của tôi, kêu là cái hạnh kiểm. Thành ra hạnh kiểm thì khó gìn, mà giới luật thì dễ giữ. Vì tôi đụng tới người ta đánh tôi, người ta thưa tôi, mà cái này đâu phải thưa. Tôi ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp, tôi nghe xem hát múa, vừa trong tiệm xá tôi hai ba cái truyền hình, mấy ông bà làm gì tôi. Tôi ngồi cả lắc lư đó, tôi coi truyền hình. Bây giờ có nhiều chùa, nhiều tịnh xá vẫn có. Nó đâu có tư cách người tu, không trang điểm phấn son dầu hoa. Bây giờ tôi là sư cô, tôi là tăng, tôi kẻ chân mày, tôi thoa son, tôi dồi phấn, ai làm gì tôi. Tôi dây đi giày Bekana, tôi mặc đồ đẹp thì sức so gì đó tôi, thì quý vị cũng đâu có nói gì tôi được. Nhưng mà ông sư mà trang diện vậy là còn gì tư cách ông sư nữa. Thành ra cái hạnh rất là khó gìn, kêu là cái hạnh. Còn năm kia là năm giới. Thôi bây giờ chúng ta qua. Thì cái này là cái sắc thân bên trong, sắc thân của các dây thần kinh cảm giác. Khi nó nhức nhối, bởi vì khi mà chết rồi đó, cái thân bên trong chưa chết đâu, phải 8 tiếng đồng hồ sau tất cả dây thần kinh mới đứt.
cái thân bên ngoài thì chết liền. Chúng ta chết rồi con mắt không thấy, nhưng mà dây thần kinh mắt thị giác còn nhức nhối. Khi chết rồi cái da này lạnh ngắt, không còn cảm giác nữa, nhưng mà dây thần kinh xúc giác vẫn còn cảm giác. Cái gì lấy kim chích vô thì gần, người đó giật liền, vẫn còn đau. Quý vị phải nhớ thần thứ hai với thần bên ngoài, thần bên trong nó khác nhau. Khi nào quý vị mà niệm Phật mà giữ tám giới đó, quý vị mới vô được cái thân bên trong. Năm giới cũng được mà ít thôi, đó kêu là tập tu tứ thiền. Sau này chúng ta đi sâu nữa thì thời giờ nó hết rồi. Rồi thân thứ ba là cái thân ốc. Không có xài thân bên ngoài, không xài thân bên trong nữa, mà chỉ suy nghĩ thôi. Cái này kêu là cõi trời vô sắc giới. Không có thân bên ngoài, là không có thịt, mắt, tai, mũi, lưỡi nữa, không có dây thần kinh nữa, chỉ có xài cái đầu óc rồi bỏ luôn cái óc, ở về cái trạng thái mông lung của hư không. Thì cái này quý vị còn khó hiểu nữa, nhưng ngồi thiền đi rồi quý vị tự nhiên quý vị sẽ thấy, kêu là thầm hồi thôi. Rồi tôi giảng là không ích lợi gì, tôi thì ngồi qua rồi tôi thấy nó rõ, rõ cũng chưa chưa bằng bậc thánh đâu, nhưng mà hãy có vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì quý vị thầm hồi được. Còn thấy thật rõ là phải bất lai. Thánh thứ nhất còn chưa có rõ đấy. Thánh thứ nhất thì rõ bốn đường ác, còn người trời dục giới thì thấy lờ mờ và bốn đường ác. Mà lờ mờ thì phải chạy trốn, chạy trốn lên người trời dục giới, tức là giữ ba giới, năm giới. Thì quý vị bây giờ, quý vị thấy không rõ, thành ra quý vị không dám, không dám ăn thịt uống rượu giữ năm giới. Rồi quý vị phải ngồi thiền tập đè cái vọng tâm, cái sắc thân còn ham bên ngoài, ham ăn ngon, ham mặc đẹp, ham thoa son dồi phấn, thì quý vị phải đè nó xuống. Còn một vị nhập lưu thấy rõ là khỏi đè, ở trong đó giờ cũng hổ nhiễm, thì nhập lưu mới tương đương, tương tự với người trời dục giới. Nhưng mà nhập lưu không thấy rõ được cái dính mắc của người trời dục giới, dính mắc về sắc thân, cảm giác, tư tưởng. Rồi nhất dẫn lại thấy rõ được. Còn cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, khi quý vị giữ tám giới, quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, thì quý vị sẽ thấy người trời là bày hay. Quý vị mới nhọt vào đó, tối ngày kiếm chỗ thiền định, rồi ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Thì kẹt vào cảm giác hỷ lạc, bỏ sắc thân, thân người, quý vị sẽ mang thân cửa trời sắc giới. Ở đây hào quang không có nam nữ nữa, quý vị không cần mặt trời nữa mà sống bằng cái hào quang của mình. Tôi nói quý vị nghe, quý vị không có tin đâu. Thì ngồi đây rồi quý vị sẽ cảm được nó. Còn quả thánh thứ hai đó thì thấy rõ được người trời dục giới, cho nên quý vị này sẽ đầu thai vào cõi sơ nhị tam thiền. Thấy không rõ cho nên phải đầu thai về đó, tức là bỏ thân bên ngoài hẳn rồi đó, sống hoàn toàn với cái thân bên trong. Rồi tới tứ thiền sắc giới thì các vị thấy lờ mờ về sơ nhị tam thiền. Lấy lờ mờ thôi, các ngài sợ, các ngài giọt lên tứ thiền. Còn bất lai thánh thứ ba thấy rõ sơ nhị tam thiền, các ngài không dính mắc nữa, không có chạy đâu hết. Nhưng mà qua tứ thiền các ngài, tứ thiền sống toàn tư tưởng không, không có cảm giác được, không có thân ngoài, không có thân trong, sống hoàn toàn bằng tư tưởng, thường tưởng tất thanh. Thì tỏi tứ thiền đó là nguyên nhân sanh ra tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc nó tạo tam giới. Mà nó muốn tạo thì phải nhờ ý chí, là nhờ nghiệp, nghiệp cung cấp chất liệu cho nó. Thành ra nguyên nhân của tam giới chính là nghiệp chứ không phải là tứ thiền. Nhưng mà ý chí thì không biết cả tạo, nhưng mà ý chí cung cấp chất liệu cho tư tưởng. Thành ra tư tưởng, ý chí và ai lại do ba cái luôn luôn đi đôi nhau. Tư tưởng có thể gián đoạn, nhưng mà ý chí là không gián đoạn được. Khi tư tưởng gián đoạn nó thiếu cái tai sai cung cấp để mà tạo tam giới, thì nó rút vô trong cái linh hồn, nó chấp cái nhận thức, kinh nghiệm, kiến thức, sở tri chướng làm tôi, của tôi. Còn cái diệu dụng bên ngoài thì tư tưởng không có, nó gián đoạn.
thì nó lơ lửng trên không gian gọi là linh hồn. Rồi khi mà linh hồn của nó hợp với cõi người thì nam nữ cõi người hợp giao hợp thì nó nhập vô đó, nó làm chú bé trai hoặc gái. Còn nếu cái linh hồn nó là con chó thì nó hợp với chó đực, chó cái giao hợp thì cái linh hồn sẽ phát hiện trong con chó. Đại khái nói là vậy thôi heo. Thì bây giờ tới cõi trời vô sắc là không có sắc thân bên ngoài, không có sắc thân bên trong, chỉ sống bằng cái tư tưởng thôi. Tư tưởng về nghiệp tức là hư không, tư tưởng về thức vô biên, tư tưởng về A-la-hán là vô sở xứ, tư tưởng về Như Lai là phi tưởng, phi phi tưởng xứ hết. Thì cõi này phải A-la-hán mới thấy được. Thì tam giới này là không còn lung lạc được gì A-la-hán nữa. Từ nay A-la-hán không còn trở lui lại tam giới này nữa. Không còn trở lui tức là không dính mắc. Mà có nhiều người sợ, không dám thị hiện, không dám làm thầy giáo để dạy lúc mẫu giáo mình thành mẫu giáo, bị nó ngu quá. Mình dạy không có nổi, thôi mình rút. Mà mẫu giáo thì nhiều, mà thầy giáo đi dạy thì ít. Cái gì đắc là hắn đâu phải dễ. Thành ra cõi này sau khi Phật Thích Ca tịch rồi mới dễ là hắn trốn hết. Còn Phật Thích Ca thì đi giáo đó được, vì có hiệu trưởng. Còn bây giờ hiệu trưởng mất mấy thầy giáo thì con ngoe. Một số thì trốn theo ông hiệu trưởng, nhập vực tội tân định không ra nữa. Thành ra cõi này bây giờ là kiếm gì là hắn đỏ con mắt. Thôi đại khái là như vậy. Thì quý vị nhớ nhớ là bốn đường ác thì sợ nhảy lên người trời, thì nhập lưu thấy bốn đường ác nhưng mà không thấy được người trời dục giới. Thì hai cái này là một cái quý độ, một cái tịnh độ. Nhập lưu là tịnh độ, còn bốn đường ác là quý độ. Thành ra nhập lưu giống hệt như người trời dục giới. Còn nhất giảng lai là quả thánh thứ nhì thì thấy được người trời dục giới nhưng mà không thấy được sơ nhị tam thiền. Thành ra nhất giảng lai giống hệt như sơ nhị tam thiền của cõi trời sắc giới. Thành ra nhất giảng lai quả thánh thứ hai dứt bỏ cõi dục được nhưng mà kẹt vào cõi sắc. Tới bất lai quả thánh thứ ba thì thấy rõ được sơ nhị tam thiền. Còn tứ thiền thì thấy được, sợ quá chạy lên tứ thiền. Còn bất lai tứ thiền thấy không rõ, thành ra phải đầu thai vào đó một lần nữa. Còn A-la-hán thì thấy rõ được tứ thiền, thấy rõ được thân bên ngoài, thân bên trong, nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai, thấy rõ toàn diện hết. Thôi không còn trở lui tam giới nữa. Từ ra từ bi mới trở lại làm thầy giáo, làm bộ dài thôi, chứ không hề dính mắc nữa. Thì đại khái đạo Phật là như vậy. Thôi tới đây là hết. Bây giờ tới phần quý vị. Thành ra muốn phần quý vị đó thì tôi đưa ra những cái câu chuyện để rồi quý vị trạch pháp, quý vị giải thích. Thì câu chuyện thứ nhất hôm trước là tôi nói giữa huệ năng và quyền giác. Thì huệ năng là tổ, tức là bậc thánh. Còn quyền giác là phàm tăng, nhưng mà đắc quả nghi ngờ vì không ai thọ ký cho mình. Sau khi gặp quyền sách là đệ tử huệ năng thì hai người đối đáp nhau thì nó khí cơ. Thì quyền sách thấy rằng quyền giác giỏi, thì quyền giác cũng thấy quyền sách tương đương với mình, nhờ quyền sách thọ ký cho mình. Quyền sách nói tôi không đủ lời lẽ đâu, muốn thọ ký là phải biết ai là gia của anh, mà tôi với anh là tương tỏ tương đương thôi. Mà tôi là học trò huệ năng, bây giờ anh muốn thọ ký đó, muốn chứng minh anh đúng đắc quả đúng hay không, anh kiếm huệ năng. Thì sau khi mà dẫn lợi thì quyền giác mới đi ba vòng mà không lại. Nếu mà ông thật sự mà tổ á thì ông phải đành bát nhã, mà nếu ông trả lời đành thì mình lại, còn không là thôi bỏ đi.
Chỉ đi ba vòng theo người ta, mặc áo như vậy trừ cánh tay đi ba vòng phải quỳ xuống lại. Ông xa bà xa thôi. Thì Huệ Năng mới lấy làm lạ, đại đức từ đâu đến mà ngã mạng quá vậy? Thì ông mới trả lời, cái sanh tử là việc lớn mà vô thường mau chóng ở đó mà lễ lại. Tôi lễ lại chưa xong là tôi chết rồi, tôi không có giải quyết được vấn đề sanh tử. Ngài trả lời vấn đề sanh tử cho tôi với vấn đề vô thường, rồi xong rồi hãy tính sao. Thì Huệ Năng biết tai này cũng tai tổ. Thì Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh. Sanh tử là việc lớn mà tại sao cái vô sanh bất tử nằm ở trong cái sanh tử mà anh không nhận lại? Không nhận lại thì anh có vấn đề, mà vấn đề làm sao giải quyết? Còn cái vô thường là cái dòng nước linh hồn. Mà bây giờ anh đặt cái vấn đề nữa, anh kẹt, anh cứ ra tùy thuận nó tới. Anh làm bộ như là dính mắt, anh đừng dính mắt, đó là xong. Phải liễu trí cái vô thường. Thì ông Huyền Giác này thấy ông Huệ Năng là độc đáo, không có pháp môn, mà ngay cái sanh tử nhận cái vô sanh. Thì ông cũng đâu phải thai thường. Ông nói sanh tử nhận lại tức là vô sanh, liễu tri tức là chân thường. Ngài biểu nhận lại, mà nhận lại là A-la-hán rồi, mà liễu tri tức là Như Lai, còn cái gì nữa mà tu? Thì Huệ Năng khen, đúng vậy, đúng vậy, đúng, ông nói vậy là đúng. Rồi bây giờ mới quỳ xuống lại, biết là ngài là chánh tống là tổ, không có pháp môn, không có tu tập, không có bảo sư. Ông quỳ xuống lại 3.000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh đàng hoàng, thì tổ khen. Rồi ông xin ở hầu tổ, tổ im lặng chấp nhận. Hầu đâu chừng tiếng hồ, cái ông xin tổ về. Tổ nói trời đất, ông mới lợi mà không biết thật sự có chứng đắc, mỗi thử quan cái đây mà bây giờ ông về rồi, biết là ông nói mình thọ ký ông chứng đắc. Tổ mới thử thêm cái nữa. Tổ mới hỏi về sao mà mau quá vậy, về sao chống thế? Thì Huệ Năng biết rằng tổ xỏ mình. Thì ở đây là Huệ Năng đứng trên vấn đề thánh tăng mà làm bộ làm phàm tăng, tức là quế độ. Còn Huyền Giác thì thấy phàm tăng, thấy quế độ mới cải sửa qua Bát Nhã, là qua tịnh độ. Thì hai cuộc đối đáp này đó là bắt đầu từ đây, là Huệ Năng đứng trên đến về phàm phu, Huyền Giác kéo phàm phu trở về thánh nhân, tức là tư tưởng quế độ, trở về Bát Nhã tịnh độ. Thì cuộc đối thoại bắt đầu nó gay cấn đấy. Đó thì Huyền Giác mới trả lời rằng mình bất động, mà làm gì có má chậm. Tôi về là về xác thân tôi, còn cái linh hồn của tôi với tổ là một, đâu có rời xa ngài đâu, một không có rời ngài một tấc, mà lấy gì có mau chậm. Thì tổ hỏi về sao mau tha thế, sao mau không chống quá gì. Ông nói vốn mình bất động, lấy cái gì mà có chống chạy, có mau chậm. Thì Huệ Năng thấy độc đáo mới hỏi, ai biết bất động? Ngài nói bất động mà ai biết là bất động? Đặt chữ ai là đã bất động là Bát Nhã, làm sao biết đây là Bát Nhã? Ai biết là Bát Nhã? Cái dòng sông nó đang trôi chảy vậy. Thì tổ bắt đầu chặt làm hai, có người nhận biết và có dòng sông được biết. Thì Huyền Giác nhận được liền, tự tổ sanh tâm phân biệt. Nó là dòng nước, nó không có tư tưởng, mà bây giờ ngài dùng tư tưởng để tìm hiểu dòng nước, là chẻ dòng nước làm hai, có nhận thức, có đối tượng nhận thức, có chứng phần, có tự có kiến phần, có tướng phần. Mà vốn nó là tự chứng phần, nó là dòng nước, có cái gì đâu mà có tôi chứ là người hiểu biết. Cái độc đáo là chỗ đó. Thì Huyền Giác nhận thấy, Giác nói tự nhân giả, nó tự tổ sanh tâm phân biệt. Thì Huệ Năng thấy đúng quá rồi, ông nói hay quá. Huệ Năng mới khen, ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Ông là độc đáo, con người hiểu được cái ý vô sanh. Tổ cũng dài khen, mà trong đó có cái mũi dao trong đó, nếu nhận lời khen là đâm liền. Thì Huyền Giác nhận được,
vô sanh mà há có ý nữa sao? Đó là bất tử mà có cái biết cái bất tử nữa sao? Biết bất tử thì là có cái bất tử và có tôi biết, thì làm sao gọi là bất tử được, làm sao gọi niết bàn? Niết bàn mà có người nhận thức, có đối tượng nhận thức nữa sao? Vô sanh há có ý nữa sao? Thì Huệ Năng ông tổ mà đâu phải ta dựa. Ông mới hỏi, nếu không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Nãy một cái tư tưởng, bây giờ đâm ba cái tư tưởng luôn. Như vậy bậc thánh là không biết gì hết, không biết nam nữ trâu bò heo chó, không gì không có. Nếu nó có biết là phải có ý, phải có người phân biệt và có đối tượng phân biệt. Vậy là không ý thì ai đứng ra phân biệt đấy? Ông Phật không có phân biệt, ăn không biết ngon, không biết đây là đệ tử, đây là tỳ kheo, đây là cư sĩ, đây là tám giới, đây là năm giới, Phật không biết gì hết. Còn có biết thì lấy cái gì biết? Cái đó không phải ý sao? Còn không có Phật biết là ai và đối tượng được biết. Như vậy là ông Phật là không còn có cái biết bằng đất đá. Không ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng, ba cái phân biệt. Mà Ngài nó không có phân biệt. Nguyên giác là ta chứng đắc mà. Thành ra tôi đúng rồi, bắt đi dạy trả từ đầu tới đuôi đó. Nhưng mà tôi nắm cái gốc thôi. Thì Nguyên giác mới trả lời, thánh nhân biết thì có, nhưng đó không phải là phân biệt. Biết thì có biết, nhưng không phải là phân biệt. Cũng có biết, nhưng mà không phải biết bằng tư tưởng, không phải biết bằng phân biệt. Rồi thì vậy đang biết ông này tới đây là cạn tàu ráo máng rồi. Thôi được, ông ở lại một đêm, sáng hay về. Như vậy là ông đã chứng đắc thánh nhân rồi, cái nhận thức ông là đúng. Thôi cuộc đối đáp đây là chấm dứt. Nhưng mà tôi và quý vị chưa chấm dứt. Nó không sáng tỏ, nó không sáng tỏ. Bây giờ đặt trường hợp mình chấm dứt là chấm dứt như sao? Mình có phải Huyền giác không? Nếu Huyền giác thì mình hiểu câu này như thế nào? Không ý thì ai phân biệt đấy? Thưa tổ, phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý, không phải là tư tưởng. Vậy phân biệt bằng cách nào? Phân biệt bằng cách nào là bát nhã là thánh? Phân biệt bằng cách nào là tư tưởng là phàm? Giải thích cho thí dụ. Thì ở đây là có làm rồi, nhưng mà làm thì làm, mà sáng tỏ thì không sáng tỏ. Xin thưa, có nhiều người trả lời lắm, như Thiện Khánh, cô Bi, với 4-5 người lắm. Thì tôi xin thưa là tôi chưa có trả lời. Mà quý vị coi chừng lọt vào cái bẫy tôi nha, tôi xin nói trước. Như cái bài kinh 66, 10 câu hỏi tới câu hỏi số 8 gì đó, còn câu hỏi số 8, số 9 gì đó thì lọt vào cái bẫy của tôi, là cái bẫy của tư tưởng. Quý vị phải làm sao phân tích tổng hợp, rồi quý vị đi lên trên cái đó nữa, rồi cũng phải trở lại bao trùm phân tích tổng hợp lại, mà đừng dính mắc. Cái tâm là quan trọng, còn cái vấn đề mà đặt vấn đề, cái đó không quan trọng. Mà từ đâu mà có vấn đề, cái này mới là quan trọng. Tôi đã nói hồi nãy giờ rồi, thấy không? Thành ra tôi qua cái bài thứ hai, tôi không trả lời cái bài đó. Bài thứ hai thì nó đi vào phương diện khác, nhưng mà cũng là bát nhã, tư tưởng và bát nhã, quế độ và tịnh độ, phàm phu và thánh nhân. Thì cái đó một thứ thôi, phàm phu hay là quế độ hay là tư tưởng là một thứ, thánh nhân hay là bát nhã hay là tịnh độ là một thứ. Nhưng mà nhiều danh từ, bởi vì Phật pháp nó khó là cái danh từ của nó. Thì qua phần thứ hai là cuộc đối thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Thì ở đây lại ngược lại, Bồ Đạt Ma tượng trưng cho thánh nhân, cho thế giới tịnh độ. Lương Võ Đế tượng trưng thế giới phàm phu, thế giới quế độ. Hồi nãy ngược lại, tổ thì tượng trưng cho thế giới phàm phu, còn Huyền giác là học trò, người đi tìm đạo, mà lại tượng trưng cho thánh nhân. Bây giờ ngược lại để coi quý vị trạch pháp làm sao. Phật pháp là quý vị phải suy gẫm,
Tôi không xen vô nữa, tôi để quý vị làm. Từ cuối cùng là chúng ta học bài kinh sáu, bắt lại từ mẫu giáo lại. Rồi xong rồi chúng ta trở lại cái này, trở lại câu hỏi này. Thì quý vị sáng tỏ cho tôi, không muốn giảng nữa, tôi giảng hoài tôi mệt rồi. Tôi giao cho quý vị, nếu làm việc thì làm, không thì thôi. Quý vị hiểu thì hiểu, còn không hiểu thì thôi. Chứ tôi là tôi không có muốn giải thích cặn kẽ. Giải thích cặn kẽ thì không còn đạo nữa. Đạo là ăn nửa bụng thôi. Còn nửa bụng chỗ quý vị, ăn no thì tức bụng, mà để nửa bụng thì nó ngon. Thì cái câu hỏi thứ hai là Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Lương Võ Đế tượng trưng cho quý độ, Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho tịnh độ. Thì sau khi mà Bồ Đề Đạt Ma đắc quả rồi, thì tổ thứ 28 ở Ấn Độ mới kêu Ngài qua Trung Quốc để giáo hóa. Thì Ngài đi trên cái nhánh dương, và trên vai có dải, đi trên cái bè lao. Trên vai có dải, có nhánh dương, có hai cái dép, có đó để nửa sôi tư triết lý sao. Bè lao là lao mình vào cái biển khổ đấy. Từ cái biển ở bên Trung Quốc, bên Ấn Độ mà đi qua Trung Quốc. Thì Chí Con Thiền Sư cho hay rằng có Bồ Đề Đạt Ma là hiện thân của Quan Thế Âm qua thăm bệ hạ. Ông vua ra tiếp đón một cách long trọng, ra tận bãi biển mà tiếp Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi gặp Bồ Đề Đạt Ma rồi, Lương Võ Đế khoe liền: bảy trẫm từ lên ngôi bây giờ đã cất hơn 3.000 cảnh chùa, 72 cảnh chùa độ hơn 3.000 tăng. Như vậy trẫm có trí tuệ gì không? Có công đức gì không? Vì công đức là trí tuệ đó. Thì Bồ Đề Đạt Ma trả lời: không có trí tuệ gì hết. Không, trí tuệ là người ngu. Đúng nghĩa đó. Thì đập vào cái bản ngã của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế tức. Hỏi vậy chứ cái đó là cái gì? Nếu không phải là trí tuệ thì cái đó là cái gì? Không lẽ là người ngu sao? Thì Bồ Đạt Ma đó, đó là phước báo của nhân thiên hữu lậu. Đó là quý vị bây giờ đấy. Đứng về Lương Võ Đế, quý vị chính là Lương Võ Đế chánh cống đó. Đi vô thí quỷ lão giúp các chùa độ tăng này kia đủ thứ ở cúng dường tam bảo. Như vậy có trí tuệ không tổ? Tổ nói chả có gì hết. Nói vậy con làm cái đấy để làm gì? Từ nay con làm nữa không? Tổ nói có, đó là phước báo nhân thiên cõi trời hữu lậu, có hưởng là có hết. Lẫn quẩn thôi, không ích lợi gì hết. Thì quý vị đứng về Lương Võ Đế đấy. Rồi quý vị tức. Con cũng có nghe pháp mà tổ, con rành quá mà. Như vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Niết bàn là gì? Thánh là gì? Đệ nhất nghĩa thánh đế con biết chứ. Ông Sư Khanh, ông có giảng rồi, con rành lắm mà. Thì Bồ Đạt Ma nói: quách nhiên vô thánh, rỗng rang mốc gì, không có thánh phàm gì hết. Không có thánh phàm gì hết. Đừng có nói làm cái đó là thánh. Đạo Phật không có thánh, không có phàm gì hết. Thì Lương Võ Đế là mấy ông bà tức. Mới hỏi vậy chứ ai đứng trước mặt trẫm, ai đứng trước mặt trẫm đây? Thì chứ Ngài không phải thánh, tôi không phải phàm, thôi vậy thì Ngài qua đây giấu quá, thì Ngài là cái gì, tôi là cái gì? Con là Phật tử, là phàm phu, con mới đi học pháp. Ngài là ông sư, Ngài từ bên Ấn Độ qua, thì Ngài là thánh. Vậy ai đứng trước mặt con đây? Thì Ngài nói không có thánh phàm gì hết. Vậy Ngài qua Ngài dạy cái gì? Mà Đạt Ma đâu có nhận là thầy dạy đâu. Mà Phật tử thì thấy đó là một vị tăng đáng kính, thì là thầy đại diện cho Phật. Mà Ngài nói không có thánh, không có phàm gì hết, rỗng rang, không có quách nhiên vô thánh. Quách nhiên là rỗng rang, yên lặng, chẳng có thánh phàm gì hết. Rồi quý vị cũng đâu có vừa, trời ơi Phật tử mà lẻo mép lắm chứ đâu phải, đâu có nhường thua, đâu có chịu thua. Ai đứng trước mặt trẫm đây? Ai đứng trước mặt tụi con đây? Không phải là ông sư là để đại diện cho Phật, cho thánh sao? Thì Bồ Đạt Ma trả lời là không biết, tôi không biết. Thế là cuộc đối thoại chặt ngang. Còn nói cái gì nữa? Ngài nói là không biết gì hết. Như vậy là bậc thánh không có biết gì hết.
Mật thánh là cây đó. Thì giống như cái mà ông Triệu Châu hỏi làm tiền, biết thì là giọng, không biết là địa ngục ngạ quỷ. Vậy con muốn cái nào? Bây giờ hỏi Bồ Đạt Ma, nói tôi không biết. Vì Bồ Đạt Ma là địa ngục, là cây đó. Thành ra tôi mới hỏi quý vị, bây giờ nếu mình là người cư sĩ thì câu thứ nhất là mình có nên quỷ lạo, nên bố thí giúp các chùa, giúp tăng cúng dường bố thí không? Cô vô qua còn nhỏ gì cho trả bài là không trộm cắp mà còn bố thí và cúng dường tam bảo nữa. Tôi thì tôi hay quên cái chỗ cúng dường tam bảo. Tôi nói không trộm cắp mà phải bố thí thôi. Mà tôi nghe học lại đó là chú cũng độc đáo á, mà không biết chú sao có làm tăng không thì không biết. Thì như vậy là làm sao đây? Đó là câu thứ nhất. Là bây giờ là người Phật tử thì con có nên đi quý lão, đi giúp các chùa, giúp tăng tu tập, có nên làm phước hay không? Mà nếu làm phước thì không đưa tới giải thoát, không đưa tới đạo Phật. Bồ Đạt Ma đã nói như vậy. Đây là phước báo nhân thiên hữu lậu thôi, có hưởng là có hết. Như vậy con muốn giải thoát, con không muốn về cõi trời nữa thì con phải làm sao? Con bỏ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì bữa nay trả lời câu hỏi đó thôi. Còn câu hỏi thứ hai về suy nghĩ thêm. Là quách nhiên vô thánh, đệ nhất nghĩa thánh đế là cái gì? Giải thoát là gì? Niết bàn là gì? Thì Bồ Đạt Ma nó không có niết bàn, không có địa ngục gì hết. Quách nhiên vô thánh, không có thánh phàm gì hết. Như vậy là khỏi tu. Đâu có địa ngục, đâu có niết bàn gì đâu mà phải tu. Như vậy là mình phải tu không? Tu là mình chấp là có địa ngục và có niết bàn để mình đến. Như vậy mình phải trả lời sau. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là có thánh tăng do có tôi là phàm phu hay không? Vậy thì thánh tăng là người có hiểu biết hay không? Có sự phân biệt hay không? Bồ Đạt Ma thì nó không biết, là thánh tăng là không có cái biết. Như vậy thì mình có nên học hỏi để có cái biết không? Mà không biết là cái gì? Con biết Bồ Đạt Ma có phải là không biết là không ngơ không? Thì đây là câu hỏi thứ ba. Thì khoan trả lời hai câu hỏi này và câu hỏi thứ nhất trước đi. Thôi tôi tới đây hết á. Thì bây